Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày chủ nhật cuối tuần, thời tiết tại các tỉnh thành trên cả nước chưa có nhiều thay đổi. Trong khi Bắc Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ có mưa rải rác, thì Trung Bộ lại tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng. Cụ thể là ở miền Bắc, do các hình thế gây mưa suy yếu nên mưa sẽ tạm giảm về lượng ở hầu khắp các tỉnh thành, chủ yếu là ở diện rải rác ở khu vực vùng núi và trung du và chiều tối và đêm. Còn ban ngày thì trời sẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 30 cho đến 33 độ và có nơi sẽ trên 34 độ. Tiết trời có phần oi nóng vào trưa chiều, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Với các tỉnh thành miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận, mưa rào chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối và đêm. Ban ngày thì hầu hết các nơi trời đều có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến là trên 31 độ. Riêng khu vực từ Quảng Bình trở vào cho tới Phú Yên tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông về chiều tối nhưng thời gian mưa sẽ không kéo dài. Tuy vậy, trong mưa dông vẫn cần phải đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Còn trưa chiều thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ tại khu vực Tây Nguyên và khoảng từ 31 cho đến 34 độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa tiếp tục thịnh hành gió Tây Nam đến Nam ở cường độ là cấp 4 và cấp 5. Thời tiết trên các vùng biển này phổ biến ít mưa với tầm nhìn xa thông thoáng. Trong khi đó, thì ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gây giảm tầm nhìn xa xuống, còn từ 4 đến 10 km, cùng với nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Và đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 12 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.